Chị ơi, tình trạng của mình đang nặng và bị rất là nhiều mao mạch đấy. Thì mình gặp phải cái tình trạng mao mạch này lâu chưa? Cũng lâu rồi. Lâu rồi à? Mình có nhớ là nó bắt đầu xuất hiện khoảng bao nhiêu năm trước đây không? Cô từ hồi bé ấy. À, là do bẩm sinh ra mỏng đấy đúng không? Có di truyền không người nhà? Có, bố mình bị. Thì cái tình trạng mà da mỏng và nhiều mao mạch như thế này ấy, thì nó sẽ càng ngày càng lan rộng đấy, và sợi càng ngày sẽ càng rõ, càng đỏ đậm, và nó sẽ càng bị vỡ, bị giãn to ra. Thì trong cuộc sống hàng ngày chị có thấy nó ảnh hưởng nhiều không? Có chứ, cảm giác cũng thỉnh thoảng ngứa lăn tăn ấy. Mặt nó cũng khó chịu đúng không? Mà đặc biệt là về vấn đề thẩm mỹ nữa thì nó sẽ làm cho cái nền da của mình không được đồng đều. Với như tình trạng nặng của chị thì là bên em sẽ có cái phác đồ điều trị là Mercury LX. Thì với phác đồ này đưa ra thì nó sẽ đảm bảo là vừa có thể đáp ứng điều trị được cho cái mao mạch của chị càng ngày nó sẽ càng co dần và dần dần nó sẽ mất đi. Thêm nữa là kết hợp cả đầu lạnh trong quá trình mà chúng ta điều trị thì nó sẽ không gây cảm giác đau rát hay là bị nóng, bị khó chịu và gây tổn thương mô lành xung quanh. Chị cho em hỏi nhá, làm này có đau không ạ? Hoàn toàn là không đau đâu nhé. Mình cứ yên tâm, tại vì là trước khi làm thì đã phải soi da kỹ càng và đưa ra một cái phác đồ điều trị. Thì trong đấy nó sẽ có một cái mức năng lượng hoàn toàn phù hợp với nền da và tình trạng của mình. Và trong quá trình điều trị thì còn kết hợp với đầu lạnh của máy nữa, thì mình sẽ có cảm giác hơi ấm nóng khi tia đi vào da thôi, chứ còn cảm giác đau thì hoàn toàn không có. Điều trị này thì nó có lên lại nữa không hả chị? Khi mà điều trị xong rồi thì nó sẽ hết, nhưng mà vẫn phải có một số những cái lưu ý nhỏ để về nhà mình chăm sóc và giữ gìn cái nền da đấy. Thì khi mà mình kiêng khem và giữ gìn cái nền da đấy khỏe rồi thì sau này nó sẽ không bị lại. Vâng, em cảm ơn. Sạch giãn mao mạch, đẹp khí chất, thăm khám soi da miễn phí của bác sĩ Gia Liễu, đăng ký ngay hôm nay.